Nhóm Phụ Nữ Miền Tây xin kính chào cô, chú, anh chị và các bạn nha. Hiện tại là tháng 4 năm 2023 thì con rất là vui và hạnh phúc luôn khi được đại diện cho Mạnh Thường Quân, đó là chú Hùng Vũ, đến thăm gia đình của bé Giàu. Và sau đó thì cũng có gửi tặng cho bé Giàu một phần quà nhỏ để cho em trang trải việc học. Bây giờ xin mời cô, chú, anh chị và các bạn cùng vào trong để mà thăm gia đình em Giàu cùng với con nha. Dạ, con chào bà. Chào em. Chào hai con đấy đó. Dạ này sức khỏe bà tốt không bà? Thì cũng già, khỏe theo già, cũng tốt. Dạ, hàng tháng thì bà có đi khám bệnh không? Có tháng nào cũng đi lấy thuốc, đi khám bệnh, lấy thuốc uống, tiểu đường mà. Dạ. Tháng nào cũng đi lấy. À, bình thường là bà hay đi khám ở bệnh viện nào bà? Chắc Đau nè, bệnh viện cũ nè. Dạ, ở bên phòng khám khu vực An Châu ha. Dạ. Dạ. Mà mỗi lần đi vậy là mình phải nhờ người chở sao bà? Chạy xe tới Mường Ganh. Dạ. Qua đò lội bộ xuống đó. Dạ, tự chạy xe luôn. Tại nhà mình cũng đơn chiếc quá, giàu thì cũng còn nhỏ nữa. Con cháu mắc đi học, đi hành hết, không có ai đồng chở, thôi ráng đi. Dạo này ngò có giá không bà? Ngò nay cũng nhóng giá lên á. Dạ. Mà chưa bán được. Nhà mình là tới bông. Dạ, tới ba... cỡ bao lâu nữa thì mình thu hoạch bà? Hết tháng này dạ. Không biết còn giá không ấy. Dạ, còn tháng mấy nữa. Dạ, cũng lên xuống bà. Dạ. Chăm sóc thì cũng cực lắm không bà? Cực chứ. Đó, bây giờ lá mơ nó rụng từ lưa hết. Dạ. Mình bà mà làm cũng quá trời nhiều việc luôn. À, dạo này học hành sao rồi bé Giàu? Thì cũng ổn nhưng mà em gần thi. Gần thi hả? À, khoảng tháng mấy thì em thi? 8 tháng 5 là em thi cuối kỳ. Thi cuối kỳ hoặc cuối học kỳ 2. Dạ đúng rồi. Ừ. Cái này học thì thấy ổn không? Có môn nào mình cảm thấy khó không? Dạ ổn. Nhưng mà kiểu cũng học tại hy vọng, nói chung là học cái này mở ra kia nhưng mà làm thì cũng khá ổn. Ừ, đúng rồi, nhiều khi mình học bài chủ yếu là mình hiểu trên lớp thôi ha. Dạ. Còn khi mà vô lớp thi thì cũng còn tùy theo đề bài nữa. Dạ đúng rồi. Dạo này đi học thì thường em học buổi sáng hay buổi chiều? Dạ em học buổi sáng mà tại tuần trước học buổi chiều để nhường phòng cho mấy anh chị 12 thi trước. Là do đổi khối thôi ha. Dạ đúng. Còn rồi. Dẫn theo lịch thì mình học buổi sáng. Dạ đúng rồi. Thường thì em một ngày là em học bao nhiêu, có nghĩa là một tuần là học hai buổi là mấy ngày? Hai buổi thì chắc hai buổi là hai ngày. Hai ngày là học thể dục với học ngoại khóa ha. Dạ, chứ có ban đêm mày học thêm. Hôm qua chị có nghe bà nói là em đi múa hả? Không, không phải là đi múa. Hôm qua đại diện thư viện trường đi qua trường Nguyễn Cảnh, đi về trang phục tái chế, thời trang chị. Đi thời trang. Vậy là vào vô biểu diễn luôn hay là mình chỉ là thiết kế đồ thôi? Biểu diễn. Mà biểu diễn luôn. Dạ. Đưa ra cho mấy cô coi coi. Có hình đó hả? Hình có, ở trong điện thoại. Dạ. Dạ. Nên vào họ có ngại thì để mình coi thôi. Đâu lại cho con đâu. Đâu lấy cho mấy cô coi chứ coi. Dạ. Nó dạng lắm. Thấy em thì rất là quạt bát luôn. Dạ. Dạo này là chị Hai làm công việc ở trên Bình Dương thì có ổn định không bà? Thì cũng hoàn được, đỡ hơn đây. Dạ. Dạ. Gần này chị xem nha. Đây, dạ cô chú anh chị và các bạn ơi, chú Hùng Vũ ơi, thì bé Giàu là tham gia cái chương trình, cái này là tái chế không em? Dạ, là giấy. Này là giấy báo không vậy? Dạ, giấy báo. Ồ, dễ thương quá, chụp hình dễ thương ghê luôn á. Cao gáo mà giống như là giờ là thành thiếu nữ rồi bà ha. Bây giờ mình nhìn tới nhìn lui, lay quay mình đâu có hay là em nó lớn như vậy đâu. Rồi chị Hai là lễ này có về không vậy? Chị Hai em nói cũng tùy thuộc, tại dạo này trên Bình Dương thất nghiệp chị sợ về á, cái người ta chị Hai nói là có cớ sa thải, với lại dạo này khó kiếm việc làm nên là cũng hên xui. Làm cho anh hiện tại thì cũng cố gắng ha, tại vì nếu mà mình xin nghỉ về thì cái việc của mình nó sẽ giao cho người khác, thì mình cơ hội mất việc của mình thì rất là lớn luôn. Dạ đúng rồi. Cũng gắng tranh thủ làm để mà kiếm thêm thu nhập lo cho gia đình nữa. Đợt rồi thì chị không có qua nên là hiện không biết là điểm thi của Giàu như thế nào, có thể chia sẻ với chị được không? Điểm thi thì em nhớ là tổng cái môn trung bình luôn là được 8.8. Em nhớ là vậy. Môn nào lớn điểm nhất cho Giàu? Lớn điểm nhất chắc là văn với
toán giáo dục này kia. Lúc nào chị thấy là môn văn của già cũng rất là tốt luôn. Dạ thì hôm nay thì con cũng đại diện cho Mạnh Thường Quân là chú Hùng Vũ đến thăm gia mình, đình mình giống như hàng tháng vậy đó bà. Dạ thì sau thì chú cũng có gửi về một phần quà để cho vào trang trải việc học. Thì bình thường thì khi mà nhận quà của chú thì cái phần tiền đó thì vào sẽ trang trải vào việc gì? Dạ sinh hoạt, chứ đóng tiền học thêm. Dạ chứ hàng ngày ăn uống này kia. Bình thường thì ở nhà giàu có phụ bà làm công việc gì không? Nấu cơm. Cũng tại vì học á, có bữa thì em học buổi sáng xong rồi vừa về nhà cũng xa trường á. Nên là tiết đầu vô là phải liền. Có khi là buổi chiều vừa tan em phải ở lại trường nếu mà học luôn ban đêm. Thay về không kịp. Nên là lúc rảnh thì có nấu cơm này kia, dọn dẹp nhà cửa này kia. Tại vì chị thấy thường là trường của em rất là xa luôn á dạ. Đi đường này rất là xa. Đi có ngày tôi còn sợ nữa chứ, cầu cho nó học yên ổn. Dạ. Sợ bọn ác kiểu đón hút chích đó. Dạ đúng rồi. Sợ. Em có nhớ là hàng tháng là chú Hùng Vũ gửi về cho em bao nhiêu tiền không? Dạ 3 triệu. À đúng rồi. Bây giờ gửi lại phần quà cho Giàu nha, để cho em có thêm chi phí trang trải việc học hàng tháng nha. Em mở ra xem và đếm lại em chị. Chị nó gắn bằng thêm, nặng thêm cho nó chứ. Dạ. Không đủ đâu chứ. Tại vì mình học nợ rồi. Tôi là mấy triệu rồi. Dạ, mình học càng trời lớn á, thì tài liệu nè, tiền đi học rất là thôi. Nhiều luôn. Đủ dạ, đúng rồi. Dạ. Cảm ơn chú. Xin gửi lời cảm ơn đến chú đã luôn đồng hành với con trong suốt 2 năm qua. Thì con như mọi lời con vẫn hứa chú là con sẽ cố gắng hết sức mình. Con thì con cũng không chắc là con học quá xuất sắc hay là học giỏi, con chỉ biết là cố gắng hết sức mình thôi. Nhưng mà nếu mà kết quả ra sao thì con cũng mong chú sẽ vui với quả đó. Con cảm ơn. Chị cũng cảm ơn chú Hùng Vũ, tháng nào cũng gửi cho cháu không ăn học. Con cảm ơn chú với thím với hai cô. Dạ. Chứ không biết gì hơn. Dạ, chú Hùng Vũ ơi, thì con cũng đại diện cho chú đến thăm gia đình của em Giàu. Thấy em học cũng rất là giỏi thì chắc chắn là chú cũng sẽ rất là vui luôn. Con cũng xin chúc cho chú thật là nhiều sức khỏe, luôn vui vẻ và hạnh phúc ạ. Chúc cho bà thật là nhiều sức khỏe để đồng hành với em Giàu trong thời gian sắp tới nha bà. Dạ.